Ok, Đặng Đăng Hàng chào toàn thể các bạn trên kênh YouTube, đặc biệt là các em học sinh sinh viên. À, ngày hôm nay chủ đề chúng ta sẽ nói đến đó là ngành công nghệ vật liệu là gì và học ngành công nghệ vật liệu thì các bạn ra trường làm gì. À, có rất nhiều bạn đặt câu hỏi cho mình về cái ngành này. Mình cũng có trước đây cũng có làm một vài video đó các bạn. À, nhưng mà chắc là lâu quá rồi nó trôi á, năm trước á, cho nên là thôi hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn. Thì cái ngành kỹ thuật vật liệu của các bạn không phải là một cái ngành học mới, nhưng mà nó luôn thu hút rất là nhiều sinh viên lựa chọn tại các cái trường đại học. Bởi vì cái nhu cầu nhân lực của ngành này tại các cái công ty doanh nghiệp là vô cùng lớn. Và nếu đây là một cái ngành học mà các bạn đang quan tâm thì các bạn hãy cùng mình tìm hiểu qua cái video ngày hôm nay. Thì trước khi mà vào cái chủ đề chính, mình có để cái đường link trang doanh nghiệp của mình trong phần mô tả. Nếu các bạn xem xong video hãy nhấn vào đường link và cho mình xin một đánh giá 5 sao. Đó cũng như là một cái động lực để giúp cho mình có cái có thể ra nhiều video và hỗ trợ cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Mình nói chung về cái ngành công nghệ vật liệu thì đây là một cái ngành nghiên cứu và triển khai các cái phương pháp chế tạo xử lý những cái vật liệu nhằm mục đích là thu được vật liệu mới bền hơn, nhẹ hơn và có cái đặc tính ưu việt hơn, hấp dẫn và tiện dụng hơn để đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng tăng cao của con người. Thì cái ngành công nghệ vật liệu đó trang bị những cái kiến thức cơ bản và cơ sở khoa học để sinh viên hiểu biết cái nền tảng chung của các cái nhóm vật liệu chính, ví dụ như là kim loại, vật liệu silicat, vật liệu polymer, vật liệu năng lượng và các cái vật liệu mà tiên tiến như là vật liệu bán dẫn nè, vật liệu siêu dẫn nè, vật liệu y sinh, và từ đó có thể là nắm bắt các cái mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất của vật liệu. Cái ngành học này đào tạo những cái sinh viên có năng lực lựa chọn sử dụng hợp lý và kiểm soát chất lượng vật liệu, xây dựng tăng cái tính hiệu quả cho công trình thiết kế, quản lý, vận hành và các cái dây chuyền công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng như là bê tông nè, xi măng nè, thủy tinh nè, gốm sứ xây dựng, và có cái khả năng nghiên cứu phát triển vật liệu mới, công nghệ sản xuất và thi công vật liệu mới. Thì ngoài ra sinh viên còn được trang bị thêm những cái kỹ năng mềm, ví dụ như là kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng phân tích tổng hợp thông tin, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý và điều hành, kỹ năng về nghiên cứu đánh giá các cái vật liệu chuyên ngành, giúp cho các bạn sinh viên khi ra trường thích nghi nhanh với cái môi trường làm việc thực tế. Thì có nhiều bạn hỏi là các cái trường mà đào tạo ngành công nghệ vật liệu thì cái này nó trải dài khắp cả nước đều có các bạn. Ví dụ như khu vực phía Bắc thì có Đại học Lâm nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, rồi khu vực miền Trung thì có Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng, rồi khu vực miền Nam thì có Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật FKT, rồi Đại học Cần Thơ, Đại học Công nghiệp Thực phẩm, vân vân, rất là nhiều. Các cái khối mà tuyển sinh ngành công nghệ vật liệu thì rất là đa dạng các bạn, gồm khối A, khối B, khối D. Đó. Còn cái chương trình mà đào tạo ngành công nghệ vật liệu thì mình nói sơ qua để các bạn biết nha. Các cái môn lý luận chính trị đại cương thì có rồi, rồi giáo dục thể chất, rồi giáo dục quốc phòng an ninh, rồi tiếng Anh, các cái khối kiến thức toán và học cơ bản. Đó. Thì mình sẽ kể cho các bạn rồi những cái cơ sở và cốt lõi ngành, đó là những cái cơ sở và cốt lõi ngành dùng chung cho bốn cái định hướng mà sau này các bạn đi theo. Đó, những cái môn ví dụ như là môn nhập môn ngành khoa học kỹ thuật vật liệu nè, kỹ thuật điện nè, sự hình thành tổ chức tế vi vật liệu nè, nhiệt động là học vật liệu, hóa học chất rắn, phương pháp tính vật liệu, các phương pháp kiểm tra và đánh giá vật liệu, tính chất quang điện từ của vật liệu, các cái quá trình trong kỹ thuật vật liệu, hành vi cơ nhiệt của vật liệu, rồi cơ sở cốt lõi ngành dùng chung cho từng định hướng. Rồi nó sẽ gồm nhiều cái module chuyên ngành để cho các bạn lựa chọn. Module 1 đó là cái định hướng vật liệu kim loại. Đó thì là công nghệ vật liệu nè, kỹ thuật môi trường công nghiệp, vật liệu chia gì, thiết kế chi tiết máy, công nghệ tạo hình vật liệu, luyện kim vật lý, rồi tới những cái đồ án. Module 2 đó là vật liệu tiên tiến cấu trúc nano, vật liệu nano, công nghệ vật liệu cấu trúc nano, mô hình hóa và mô phỏng vật liệu, công nghệ vật liệu tiên tiến, tính năng vật liệu trong các cái môi trường đặc biệt, rồi đến các cái đồ án. Module thứ 2 đó là định hướng vật liệu polymer, thì gồm các cái môn học là hóa hữu cơ, hóa lý, hóa phân tích, thí nghiệm hóa phân tích, hóa lý polymer cơ sở, hóa học polymer cơ sở. Module thứ 3 đó là định hướng vật liệu điện tử và quang tử, gồm tính chất điện tử của vật liệu điện tử và linh kiện, vật liệu hữu cơ và sinh học, vật liệu cho năng lượng, nhập môn công nghệ chế tạo bán dẫn, các cái phương pháp khảo sát vật liệu và linh kiện bán dẫn, thực tập chế tạo và khảo sát vật liệu và linh kiện bán dẫn. Còn các cái môn kiến thức mà bổ trợ, ví dụ như là quản trị học đại cương, văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp, tâm lý học ứng dụng, kỹ năng mềm, tư duy công nghệ và thiết kế kỹ thuật, thiết kế mỹ thuật công nghiệp, rồi rất là nhiều ha. Rồi các bạn có thể là tự chọn theo những cái định hướng ứng dụng, là có nghĩa là chọn theo những cái module đó. Thì rất là nhiều, các bạn kể ra đây thì nó dài vô cùng luôn. Tới lúc đó thì các bạn sẽ biết là các bạn cần cái gì. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ha. Tốt nghiệp cái ngành công nghệ vật liệu thì người học có đủ khả năng để đảm nhận các cái công việc vị trí, ví dụ như là kỹ sư thiết kế, nghiên cứu, vận hành trong các cái công ty tập đoàn công nghiệp trong và ngoài nước,
thuộc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, vật liệu điện, điện tử. Rồi các bạn có thể trở thành giảng viên tại các trường đại học, trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và nghiên cứu có liên quan đến vật liệu. Hoặc là các bạn trở thành những người quản lý giám sát, kiểm soát chất lượng vật liệu và thi công tại các dự án xây dựng, tại các công ty sản xuất, cấu kiện, vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội thất. Hoặc các bạn có thể trở thành các cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy sản xuất vật liệu như là bê tông, xi măng, gốm xây dựng, thủy tinh xây dựng. Cán bộ công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng, kỹ sư vận hành tại các công ty luyện kim, đúc, cán xéo, nhiệt luyện kim loại, công ty sản xuất xi măng, bê tông, gốm sứ. Hoặc là kỹ sư chế tạo chi tiết dân dụng thiết bị công nghiệp tại các công ty sản xuất thiết bị sản xuất năng lượng mặt trời, năng lượng gió, các cái công ty sản xuất binh hoặc là ắc quy. Rồi làm việc trong các cái cơ quan viện nghiên cứu thiết kế thiết bị cải tiến công nghệ và cơ quan quản lý và kiểm định chất lượng nguyên vật liệu như là hải quan nè, rồi trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Các bạn sẽ trở thành những cái giám đốc kinh doanh, nhân viên kinh doanh tư vấn cung cấp vật liệu cho các cái doanh nghiệp sản xuất máy móc cơ khí hoặc là dân dụng. Thì mình hy vọng rằng các bạn đã có cái thông tin tổng quan về cái ngành công nghệ vật liệu và các bạn nên suy nghĩ cho kỹ trước khi mà lựa chọn cái ngành nghề. Mình nói rồi, những cái ngành nghề này các bạn, đây là những cái ngành nghề của tương lai. Và các bạn học bây giờ là các bạn đón đầu đó các bạn. Nghe những cái ngành này á, chúng ta có cảm nhận rằng là những cái ngành này nó rất là cao cấp đúng không? Nó rất là khó. Nhưng mà các bạn biết được rằng á, đây là một trong những ngành đã luôn và đang sẽ là những cái ngành được nhà nước chú trọng. Và các bạn mà thấy cái ngành này á, mà nó là một cái ngành mới thì không có đâu. Các bạn thấy khó nhưng thực sự đây là những cái ngành mà rất hot mà nhà tuyển dụng đang rất là cần các bạn. Bởi vì là Việt Nam chúng ta cũng đang chú trọng về cái vấn đề kỹ thuật vật liệu, các cái vật liệu bán dẫn. Mình sẽ làm thêm những video đó. Ok, nếu các bạn thấy những video này hay, ý nghĩa, hãy like và chia sẻ cho người cần đến nó. Và nếu các bạn có thời gian hãy nhấn vào đường link và cho mình xin một đánh giá 5 sao. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Chào các bạn.